Xã Phú Nam, huyện Bắc Mê vào thời điểm này, chúng ta có thể thấy những thửa ruộng, vườn rau xanh mướt, tốt tươi. Nhờ vào sự nỗ lực cần cù, chịu khó, nhiều gia đình nơi đây đã nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, không còn cảnh vất vả, khó khăn như những năm trước đây. Là một hộ trồng rau tiêu biểu tại thôn Nà Quạc, gia đình anh Nguyễn Văn Hoan có gần 2 hectare đất sản xuất. Mỗi năm ngoài việc trồng lúa, ngô, gia đình anh còn tập trung trồng cây vụ đông, chủ yếu là su hào, bắp cải, súp lơ, thường là trồng sớm hơn so với các hộ khác, nên giá bán được khá cao ở ngay đầu vụ. Bình quân 1 kg su hào, bắp cải, súp lơ bán với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng. Cây vụ đông thì hiệu quả kinh tế cao hơn so với làm ruộng, làm các thứ khác thì bán ra thị trường thì có thu nhập như là có thu nhập hơn. Mỗi năm thì thu nhập khoảng là từ 40 đến 50 triệu đồng trên một năm về từ thu nhập cây vụ đông ạ. Năm nay, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê gieo trồng gần 30 hectare cây vụ đông, trong đó riêng cây su hào, bắp cải, súp lơ trồng trên 15 hectare, còn lại là các cây rau đậu khác, tập trung chủ yếu ở các thôn Tắn Khâu, Nà Quặc, Nà Đòn. Khác với các năm trước đây, năm nay xã không hỗ trợ phân bón, nhưng người dân vẫn triển khai trồng cây vụ đông, đảm bảo diện tích thu hoạch. Người dân trong xã không dùng phân hóa học mà chỉ sử dụng phân hữu cơ để bón cho rau, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, nên cây rau sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo chất lượng. Đối với cây vụ đông trên xã Phú Nam này là truyền thống từ nhiều năm trước rồi, trên 10 năm trước rồi. Ở đây thì có nhiều nhà thu nhập đến 70-80 triệu một hộ gia đình là có. Ở đây là chủ yếu sản xuất, đấy là theo phương thức hữu cơ hết thôi. Không có phun thuốc này và là bón phân là bón phân chuồng hết. Những năm qua, các loại rau màu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các gia đình trong xã Phú Nam, góp phần vào sự chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Sản phẩm cây rau vụ đông của Phú Nam được tiêu thụ ngay ở thị trường trong huyện và các địa phương lân cận của huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.